Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Chân trời sáng tạo. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài các dấu, dấu bằng, dấu lớn và dấu bé. Đây là hai cái dấu bằng này thì đơn giản rồi. Còn cái hai cái dấu này nè, chúng ta biết là dấu nào là dấu lớn và dấu nào là dấu bé. Thì chúng ta gạch một cái chỗ này, còn bên này cái dấu này chúng ta gạch một cái này, thì chúng ta gạch một cái nét như thế này thì chúng ta thấy cái nào nó giống con số 7, cái này nó giống con số 4 được. Như vậy số 7 nó lớn hơn số 4 cho nên cái dấu này gọi là dấu lớn, còn dấu này là dấu bé được không? Nó hơi giống số 4 này, cái này giống số 7 này, số 7 nó luôn nó là lớn hơn số 4 được không? Như vậy chúng ta nhớ như vậy là chúng ta biết được cái dấu nào dấu lớn, dấu nào dấu bé. Đây là tứ là dấu bé, cái này đây cái miệng nó hả qua bên này, chúng ta gạch một cái ngay chỗ này chúng ta thấy cái giống như số 4 không? Tứ là dấu lớn, ta gạch một cái này giống số 7 không? Số 7 nó số 4. Rồi bài số 1 thì chúng ta tập viết viết dấu bằng, hai dấu gạch dấu lớn, số bé. Bài số 2 viết 3 và 5 vào ô trống. Số 5 sẽ lớn hơn số 3. Dùng con 3 và con 5 thì chúng ta điền vô đây, con 5 sẽ lớn hơn con số 3. Rồi con số 5 chúng ta đảo ngược bên này, số 5 sẽ lớn hơn số 3. Hay nói cách khác, cái con này con số 3 nó bé hơn số 5 này. Chúng ta đọc là con số 3 này sẽ bé hơn số 5 này, được không? Còn này chúng ta đọc là con số 5 này nó sẽ lớn hơn số 3 này. Rồi. Cái bài này cũng vậy. Sao người ta hỏi cho nhiều quá vậy? Con 5. Viết 3 và 5 thôi đúng không? Như vậy là 3 và 5. Nào. Này con 5 là con 3. Thì mấy cái này cũng y chang nhau, mà không hiểu người ta cho sao nhiều quá vậy. Nào. Này con 5, này con 3. Tại vì người ta yêu cầu gì có con số 3 và con số 5 thôi. Đó. 5 3. Rồi số 5. Số 3. Này số 5. Số 3. Người ta đảo tư thế, nghiêng, thẳng, xéo, bằng, nằm nghiêng, đủ thứ. Bài số 3 đếm, viết rồi so sánh. Như vậy trong này người ta họ làm mẫu cho mình một cái 3 cái dụng cụ, 3 cái dụng cụ, 3 cái. Bài này 4 cái 5 cái dụng cụ, 1 2 3 4 5. Vậy 5 lớn hơn 4. Đó. Hay nói cái khác nó ngược lại là 3 nhỏ hơn 5 lớn hơn 3 chứ, 5 lớn hơn 3. Hay nói cách khác là 3 ta nhỏ hơn 5. Rồi, vậy chúng ta đếm dụng cụ này, 1 2 3 4, đây số 4. Cái này có một cái bàn, được không? Vậy là 4 lớn hơn 1, hay nói ngược lại là 1 bé hơn 4. Bên này bao nhiêu cái này? 1 2 3 4 5, đây 5 dụng cụ. Bên này có bao nhiêu? 2 cái, 1 2. 5 lớn hơn 2, hay là 2 bé hơn 5. Bên này 2 cái dụng cụ, bên này 2 cái dụng cụ, 2 cái dụng cụ bằng nhau, 2 cái dụng cụ bằng nhau. Tiếp theo bài số 4 điền dấu lớn, đây là dấu lớn, dấu bằng hoặc là dấu bé. 3 lớn hơn 1, hoặc nói cách khác là 1 bé hơn 3. Số 4 và số 4 bằng nhau, hai số giống nhau bằng nhau. Số 2 bé hơn số 4, hay nói cách khác là 4 lớn hơn 2. Số 5 lớn hơn số 4. Số 5 bên này lớn hơn số 4, hay nói cách khác là 4 là bé hơn 5. Hai số này bằng nhau. Bài số 5 nối. Rồi, 3 này lớn hơn con số nào chỗ này? Được. Như vậy thì chúng ta sẽ có con số 1 là bé hơn 3. Rồi con số 2. Được không? Số 2. Rồi con số 3 như này là số nào bằng số 3? Là số 3. Nè. Số nào lớn hơn 2? Như là số 5 này. Được. Rồi, số 4 này. Được. Rồi số 3 này. 3 4 5 lớn hơn 2. Được. Rồi, số nào mà lớn hơn 1 mà bé hơn 3? Là như thế này thì chúng ta có số 2. Được, số 2. Chỗ này là số 2. Bài số 6. Viết các số theo thứ tự. Câu A từ bé đến lớn. Là số nào số nhỏ nhất trong này? Số 1, số 3, số 4 và số 5. Số 1 là số nhỏ nhất. Từ bé đến lớn, số 1 số nhỏ nhất. Rồi số 3 tới số 4 và tới số 5. Bên này là gì đây? Từ lớn đến bé là số 5 là số lớn nhất, là chúng ta viết đầu tiên. Số 4, số 2 và số 1. Tiếp theo, bài số 7. Viết số rồi đánh dấu tích vào số lớn nhất. Rồi, chúng ta đếm này. Cái đồ sai sinh tố và cái nồi cơm điện là 2. Được. 2. Rồi trong này làm gì? Có máy khoan, rồi có chỗ quét và tốc độ vít, kèm và cà lê. Vậy trong này là dùng có 5 dụng cụ. 5. Được. Ở trong này có bao nhiêu? Cái đồng hồ, cái tivi, cái ghế, như vậy là 3. Rồi, vậy 2, 5 và 3. Rồi người ta yêu cầu đánh dấu tích vào số lớn nhất, vậy dấu này. Rồi. Số 5 là số lớn nhất. Bài số 8, câu A. Khoanh vào số lớn nhất, số 1, số 4 và số 3. Số 4 là số lớn nhất. Rồi. Câu B, khoanh vào số bé nhất, số 4, số 5 và số 2. Vậy là số 2 là số bé nhất. Số này yêu cầu là số lớn nè, là số bé. Bài số 9. Nối để tạo thành sơ đồ tách gục. Như vậy là gì đây? Người ta họ cho mẫu mình là 5 này, gồm 3 và 2. Như vậy số chúng ta sẽ chọn là số lớn nhất. Và đây là số 3 là số lớn nhất đúng không? 3 gồm 2 và 1. Trong số này số nào số lớn nhất? Số 4. Số 4 gồm số 2 và số 2. Bài số 10. Tách viết số rồi so sánh. Rồi, đây là cái mẫu. Nè, cái mẫu. Thì người ta họ tách nó ra là 1 bé hơn 2. Nè, người ta họ tách nó ra. Nè. Như vậy trong này làm gì đây? Chúng ta tách theo bao nhiêu. Tách hết trong này, cái này chúng ta có thể tách nhiều cái. Được. Chúng ta tách một cái. À, một cái như vậy bên này là màu. Bé hơn bên này là mấy cái 1 2 3. 3. Được. Rồi. Đó là theo cái mẫu người ta họ tách một cái thì mình tách một cái. Được, tách một cái thì mình tách một cái. Chứ còn ngoài ra này có chúng ta có thể là tách đây. Được, tách đây. Tách đây thì cái này có nghĩa là 2 bằng 2, được. Như chỗ này là 2 bằng 2. Được. Tách ra đây nè, bên này hai cái, này bên này hai cái. Được. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.